Hello mẹ heo. Hello bố. Xin giới thiệu, đây là thành phố Đà Nẵng, trung tâm của miền Trung, trung tâm của Việt Nam. Miền Trung. Đây là đang quay tại Novotel Đà Nẵng, khách sạn ở thành phố Đà Nẵng, khách sạn đẹp nhất thành phố. Xin lưu ý là khách sạn. Cầu các bạn đang nhìn thấy là cầu xa này, xa xa là cầu Rồng và xa hơn là cầu Trần Thị Úy. Một thành phố khá là đẹp. Phố lung linh sắc màu. Cây cầu sẽ quay vào lúc 12 giờ 30. Xin cảm ơn. Bibi. Bibi. Bibi mẹ heo. Bibi heo.